liên quan vụ hỗn chiến xe ôm công nghệ được chia sẻ trên mạng xã hội. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập gần 100 tài xế để xác minh làm rõ vụ việc. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc hai nhóm tài xế xe ôm công nghệ của hãng Bigroup công khai hẹn nhau ra khu vực hồ điều hòa Mai Dịch Cầu Giấy để giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể là thành viên nhóm Hội Big Buy Hà Nội đăng thông tin lên nhóm với nội dung hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch giữa B18 và B37. Cơ quan chức năng xác định đây chỉ là bài viết với mục đích câu like, câu view, tăng sự tương tác trong nhóm. Và đối tượng Bùi Văn Quyết sinh năm 1998 trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội là quản trị viên của nhóm, đồng thời cũng là người đăng thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, sự việc được rất đông các thành viên khác theo dõi và tham gia. Đến tối ngày 29 tháng 5, khoảng 100 người là lái xe của hãng xe ôm công nghệ Bigroup tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại vỉa hè khu vực hồ điều hòa Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.